những vấn đề mà các bậc phụ huynh rất quan tâm khi cho con em đi học, đó chính là chất lượng các bữa ăn ở trường, đặc biệt là cấp mầm non và tiểu học. Bởi vì ở lứa tuổi này thì hầu hết các em đều được học bán trú ở trường, và việc một bữa ăn có khoa học, đầy đủ dinh dưỡng hay không luôn luôn là vấn đề mà các bậc phụ huynh quan tâm, đúng không Hương Thanh? Vâng, đúng như vậy ạ. Bất cứ cha mẹ nào cũng rất quan tâm tới bữa ăn hàng ngày của con em mình. Và hiểu được vấn đề đó, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đến các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Phóng sự sau đây phản ánh rõ điều này, mời các bạn cùng theo dõi. Hôm nay, những bạn nhỏ này đang ăn bữa trưa tại trường với thực đơn bao gồm cơm, trứng kho thịt, rau cải xào và canh bí đao nấu tôm thịt. Ngày mai và tiếp sau đó sẽ là những thực đơn khác. Chất lượng mỗi bữa ăn, mỗi ngày đều được chú trọng hơn. Thực hiện cái chương trình đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh thì ngay từ khi được tập huấn của Sở Giáo dục về thì nhà trường đã linh hoạt trong cái thực đơn cho học sinh ở mỗi tuần học để đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho học sinh. Trên cơ sở thực đơn được tập huấn thì nhà trường cân đối các món ăn hàng ngày cho học sinh từ chế độ ăn về tinh bột, rồi thức ăn mặn, chế độ rau xanh cũng như là chế độ hoa quả cho học sinh. Trên tổng số tiền ăn hàng ngày mà nhà trường đã thảo luận và thống nhất với phụ huynh. Từ việc chú trọng chất lượng bữa ăn, những thực đơn cụ thể như thế này đã được thầy cô chủ động xây dựng hàng tuần, hàng tháng. Tất cả các khâu đều được chú trọng. Mỗi khẩu phần, hàm lượng, sự đa dạng không lặp lại là điều cần phải thực hiện để có bữa ăn vừa cân bằng dinh dưỡng, vừa nâng cao sức khỏe cho các em. Từ khi mà thay đổi cái thực đơn thì nói chung là làm nhà bếp làm cũng là hơi vất vả. Tại vì đó nói chung là đầy đủ dinh dưỡng. Một ngày là 3 món cho các cháu, đủ chất dinh dưỡng. Trong đó là có rau xanh, rồi cả như thứ 6 rồi là phải có ăn tráng miệng cho các cháu. Rồi trái cây, rồi thay đổi coi như là liên tục, tuần nào cũng thay đổi các món ăn cho các cháu. Tuy vất vả, nhưng trong khẩu phần thức ăn thì các cháu ăn hết thì nhà bếp cũng rất là vui. Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng vừa được triển khai tại 59 trường tiểu học trên toàn tỉnh Lâm Đồng. Dù còn gặp những khó khăn về mức kinh phí trong quá trình áp dụng, song bước đầu được kỳ vọng sẽ góp phần đưa những bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, đa dạng và ngon miệng đến với học sinh. Thời gian gần đây thì theo như cái áp dụng cái chương trình mới của phòng giáo dục thì cái chất lượng bữa ăn của trường là được tăng lên rất là nhiều, học sinh ăn ngon. Và nói chung là trong cái quá trình mà học sinh ăn thì chỉ mới áp dụng được hơn một tháng. Nhưng mà cái số ký của học sinh là tăng lên rất là nhiều, các em ăn rất là ngon. Mái trường chính là nơi cha mẹ gửi gắm cả tình yêu, sự tin tưởng mỗi ngày đưa con tới lớp. Đặc biệt là với lứa tuổi mầm non và tiểu học, hai cấp học có tổ chức bữa ăn bán trú, nơi mà bên cạnh chất lượng học tập thì bữa ăn tại trường của các con cũng là điều mà các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Phụ huynh đã gửi gắm niềm tin vào thầy cô, và thầy cô chính là người quyết định việc hiện thực hóa sự tin tưởng đầy trân trọng ấy.